thể quý vị quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại mưa nắng mà đã trở về đây tại bản Trọ Phảng, xã Triềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để tham dự lễ vu quy của đôi loan trẻ Thanh Nhàn và Quốc Trung trong không khí vui tươi, đầm ấm và sang trọng ngày hôm nay. Tôi là Tuấn Minh, còn người bạn dẫn của tôi là Kim Dung. Hai anh em rất là hân hạnh khi được trở thành người dẫn chương trình ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho hai anh em chúng tôi đỡ lời trong cô dâu chú rể đại diện cho gia đình hai bên, xin được tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính sức khỏe, vòng lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, đúng thật là tình yêu là của đắm của say, kết tinh trong những tháng ngày ước mong, trai con trường vợ, gái lớn gả chồng, cho năm tháng sợi tơ hồng xe duyên, để rồi tình nghĩa đôi bên hôm nay chính thức nên duyên chồng vợ, mà hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho nghĩa vợ tình chồng bền lâu, chúc cho bên rể bên dâu, chúc trai họ về lâu về dài và chúc cho nội ngoại cả hai, cho buổi hạnh phúc tương lai lâu bền. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía cánh cổng hôn trường cưới, cho những chàng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cặp đôi quê hương giang anh nhất hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Thanh Nhàn, chú rể Quốc Trung. Trân trọng kính mời một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, và nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ không vì sao lấp lánh xa xôi đôi tình nhân, mọi sầu đau sẽ qua còn lại hai chúng ta, dòng thời gian dĩ vãng con trôi. Xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót tràn hết triệu địa. Quý vị đang được chứng kiến cặp đôi yêu thương đang cùng tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim đang hòa trong cùng một nhịp đập và rót tràn hết nhiên liệu. Màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim, những giọt rượu chảy trong tâm tương ứng với cung bậc tình cảm, giúp tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Và đúng thật là thương nhau bạn hạnh chắc lòng, để rồi chắc sống rồi sẽ mãi đều không qua. Thương nhau bên dặm che già, sương rơi đất là hôm nay ta chưa về. Hai ta giữ chọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau không kể giàu nghèo, thương nhau thương mãi đến tóc bay màu vẫn còn thương nhé hai bạn. Xin mời chú rể sẽ tiếp tục quay trai thứ hai đi ạ. Và tiếp tục xin mời hai bạn sẽ tiếp tục góp ý bạn sẽ tìm hiểu đi nào. Sau khi góp tràng hát tiên hiệu, xin mời hai bạn sẽ góp vào những chiếc ly thật đang ở trên bàn. Với những bậc làm cha làm mẹ, trân trọng kính mời hai em sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Chú rể thì mời bố mẹ vợ, còn cô dâu thì sẽ mời bố mẹ chồng, và sau đó hai bạn cũng cầm lấy mỗi người một ly. Xin mời gia đình chúng ta tiếp tục quay tròn và chạm lên nhau đi ạ. Quay tròn và chạm lên nhau, và chúng ta tiếp tục hướng ly về phía dưới. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tất cả quý vị chúng ta hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do, đó chính là chúc phúc cho đôi lứa được trăm năm hạnh phúc, chúc trai họ được mặn mà tình duyên, đấy không ạ? Và chắc chắn rồi, câu nói trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê, chúng ta sẽ dành cho đôi bạn trẻ Thanh Nhàn và Quốc Trung được không quý vị ơi? Đến giờ phút này chúng ta đã sẵn sàng nâng ly của mình lên và nhận cùng nhau dô thật to chưa ạ? Toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly lên được không ạ? Và ly này 100% là rượu nhé quý vị ơi, nếu mà nước ngọt thì dô sẽ không được to đâu ạ. Vâng, vậy thì trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly rượu của mình lên được không anh chị? Chúng ta sẵn sàng dô thật to chưa ạ? Nào chúng ta chuẩn bị nào, xin mời gia đình chúng ta cùng hướng ly về phía dưới đi ạ. Hướng ly về phía dưới để mời rượu toàn thể quý vị. Chúng ta đã chuẩn bị chưa anh chị ơi? Tất cả quý vị chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Nào chúng ta cùng dơ nào. 1, 2, 3. Dơ! 2, 3. Dơ! 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị và đại gia đình chúng ta sẽ cùng uống ly rượu nồng thế nào, xin mời. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng xuống từng bàn tiệc để mời rượu tất cả thể quan viên ạ.